Năm mới nhiều ước mộng tên ta. Yo, Gen Z đẹp thiên tài, vút cả 502. Bước vào trong the club, ai cũng biết anh là ai cao 1m52. Vani đã tới được Waterbus rồi. Bây giờ mình đang đi từ bến Bình An tới bến Bạch Đằng. Ok, bây giờ là chuẩn bị đi nha. Ở Waterbus và lần này là mình đã đi được cái chuyến tàu của Sài Gòn Bus rồi. Lần này là Vani sẽ đi từ cái khu Bình An ở quận 2 á, tới Bạch Đằng. Chỉ có bao nhiêu phút ta? 20 phút thôi mà 15 ngàn một người. Những cái vé nhỏ như Ni dưới 1 mét á, là không có tính tiền. Đi nha. Đây là cái ga nè mọi người, cái ga đến nha. Là có người Bạch ga gặp Bạch Đằng á. Đẹp lắm cho nên mình phải tranh thủ chụp hình đó mọi người. Ok. Đây. Gì nè, hoa giấy. Hoa giấy. Không có bứt được, không có bứt được. Đi, đi thẳng lên trước đi con. Đi ơi, đang hóng hớt à. Tại vì á, cái chuyến đi này nó chỉ có 20 phút thôi mọi người. Cho nên á, là Vani quyết định là Vani sẽ buổi tối hôm nay mình sẽ ăn ở trên một cái tàu thủy nào đó của Bến Nghé. Ở đây có rất là nhiều tàu và Vani sẽ đi đến đây để mà tham khảo, để xem cái khung giờ nào là phù hợp, để mà mình có thể vừa tiếp tục ở đi ở trên sông mà vừa có thể ăn tối phù hợp với lại cái giờ mà Nini nó thức. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái tàu nào đó nha. Đi thôi Ni. Đi. Không, không bế đâu. Ok mọi người, Vani đang có mặt ở trên cái thuyền Indochina Jun. Thì khi mà lên đây là gia đình mình là gia đình lên tới sớm nhất luôn á. Tại vì mình đi cái bus xuống xong là khoảng 5 giờ rưỡi. Nè con, mình đi bus xuống xong là 5 giờ rưỡi rồi mình đi qua đây. Thì bây giờ mới là 6 giờ thôi. Mà tàu thì chưa có chạy, tầm khoảng 8 giờ tàu mới chạy. Thì Vani đang hơi bị phân vân một chút xíu. Tại vì giờ đó là 8 giờ rưỡi là đi nó ngủ. Thì chắc là tụi mình sẽ lên đây và tụi mình sẽ chủ yếu là chơi và ngồi để ngắm sông Sài Gòn thôi á. Thì ở trên đây cái chi phí mà ngắm sông Sài Gòn á là 100 ngàn một người lớn. Thì sẽ gồm nước uống và đồ ăn nhẹ như đồ chiên á. Thì Vani đã đăng ký yêu. Vani ơi con, nè con order món cho mẹ đi. Vani đăng ký cái gói đó để mà mình trải nghiệm ở trên đây. Thì ở trên đây là mình nhìn mình thấy rất là thích tại vì nó rất là sang ha. Mình chưa có đi á mọi người, là tàu chưa có di chuyển á, cho nên mình mới có thể chụp hình được thoải mái à. Với lại tụi mình tới sớm không có ai trơn á, mình giống như bao nguyên cái thuyền. À ở dưới cái tầng ở dưới này là cái mũi thuyền nó đẹp lắm. Bây giờ mình đi xuống dưới nha, tham quan nha. Đi, mẹ chỉ nè.
ni ni nước miếng quá trời luôn á mọi người. Không biết tại sao mà bây giờ bả một tuổi rồi hơn rồi mà nước miếng vẫn chảy. Thì mình vẫn biết là răng mọc chảy nước miếng mà nhiều người nói mình quá. Người ta cứ nói là hồi xưa bầu cô thèm cái gì mà không ăn à, bây giờ chảy nước miếng. Đó người ta nói mình vậy đó. Nhưng mà kệ đi. Sao người ta nói, người ta nói. Mình biết có nhiều bé mọc răng không có chảy nước miếng mà sao ni mọc răng chảy nước miếng quá trời. View đây siêu đỉnh luôn. Đẹp đấy. Cái đèn kìa. Ni ơi, Ni biểu diễn cho mẹ coi nè. Cái đầu thông minh đâu nhỉ? Trên. Ni Ni quay lại đây. Con cái mũi đâu? Cái mũi đó. Đúng rồi. À, Ni ơi, con mắt đâu ta? Con mắt đâu? Cái đó là cái mũi mà, con mắt đâu? Con mắt đâu? Chớp chớp ơi, chớp chớp đáng như chớp chớp đúng. Cái miệng xinh xắn đó. Ồ, cái đầu thông minh đâu làm lại? Đúng rồi. Mẹ ơi, sợ sử à. Trời sợ sử à. Tiếc ghê, con nhỏ mình phải kiểu như là cho nó ngủ đúng giờ. Thật ra Bunny đã phá lệ rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà tại vì ngày mai là thứ hai, em đi cùng phải đi học là em đi không thể nào mà thức khuya quá được. Ngày mai nó sẽ phá nát lịch sinh hoạt của em đi mất. Thành phố hoa lệ luôn, đẹp quá trời. Nhưng mà Nini thì chưa chơi được những cái thứ này. Nini chưa có trải nghiệm được những cái này. Đây là một cái kinh nghiệm mấy mẹ, nếu như mà có con nhỏ 1 tuổi á thì cũng không nên đưa con tới những cái chỗ này. Tại vì nó cũng không có chơi được gì trơn á. Hạn con 3 tuổi. Thôi bây giờ mình lên ăn đồ ăn nhẹ đi. Nhanh nhanh đi 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 đi. Ôi cha, tôi ngồi trên sân khấu vậy. Anh ấy muốn bài khác nè. Mong đầu năm cuối năm gặp mày. Đứng lên đứng lên. Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Yes, năm mới nhiều ước mong tên ta. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới nhớ. Hoa mai nở phơi phới. Về thế gian thay nụ cười. Xoay xoay đón cho nhau một đời. Một lần xin chưa quên đúng rồi. À đâu, mình chuyển hệ hip hop đi. Giọng ca vàng trong xóm đi vào đúng rồi. Giạc sang một bên hết đi nào. Làng quê phương tâm này là tâm thương. Ở đây mới là thiên đường. Yo, trên đi dép đẹp thiên tài. Vút cơ 502. Bước vào trong the club ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52. Fresh như xuân mai. Bước vào trong the club just under my. Chuyển nhạc khiêu nhi nè. The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus. Nói gì không chơi hệ nhạc thiếu nhi cả. Mọi người không ai giống như nhà mình luôn á. Đi chơi, đi ăn ở trên sông xong rồi cuối cùng đi ăn cơm. Cái đồ ăn vặt thì Vani cho Ni để cầm bóc. Không biết không, em bé của mọi người lúc mà đi học thì có những cái thay đổi này giống như Ni không? Là đi học là bên trường mấy cô chủ yếu là đút. Và các cái bạn mà lớn hơn Ni 1-2 tháng là mấy bạn đó tầm khoảng 16-17 tháng là đã tự cầm muỗng rồi. Cho nên bây giờ tự nhiên cái Ni lại đòi đút mọi người. Ni lại rất là thích đút. Còn không thì mình sẽ đưa muỗng cho Ni để Ni tập cầm. Ni ăn được khoảng 2/3 chén cơm này á thì Vani sẽ cho Ni tự xúc. Thì Ni vẫn xúc được nhưng mà có nghĩa là xúc chưa có gọn gàng, nó hơi vung vãi. Này canh rau củ, thịt với lại sườn non với lại một cái là gì ta quên rồi. Giò sống. Đó. Rồi cơm á thì mình rắc hạt nêm lên cho Ni ăn. Đó, Ni ăn chơi mấy cái này. Nó chỉ đảm bảo dinh dưỡng một phần thôi. Nè con tự cầm đi, con tự cầm đi. Đó, nè mọi người coi này đó. Đó, hoặc là mình cầm xong rồi, hoặc là mình đưa cho Ni cầm. Ni có thể tự làm được những cái chuyện này. Rồi, ok mọi người, chắc là video clip đến đây là kết thúc. Dạo này mình cứ hay bị đi những cái chỗ mà nó hơi fail á mọi người. Trời ơi, buồn ghê vậy đó. Thôi nhưng mà bây giờ đi bye bye mấy cô chú nha. Bye bye mấy cô chú, chúc mấy cô chú ăn tới ngon miệng nha. Đi đi ăn xong đi ngủ nha. Rồi xong 3 tuổi nhưng mới được đi ăn lại trên tàu nha. Như thích trẻ đi mới đi ăn được trên tàu nha. Ok không? Ok rồi, gửi lại bye bye mấy cô chú đi. Bye bye. Dạ. Nè con tự xúc cho mẹ cái này với.